Chinh làm kẻ xấu. Tránh đường. Ôi, tôi xin lỗi, Doga. Không ai được xin lỗi hết. Tôi đã giẫm phải chân cô ta. Anh đã làm gì vậy? Quần áo của cháu sẽ sạch bông trong tích tắc thôi, Jin. Cảm ơn. Chúc ông một ngày tốt lành và vui vẻ. Tôi sẽ gặp cô sau ít phút, Doga. Ông sẽ gặp tôi ngay. Và hãy nhớ bỏ quần áo vào máy giặt hắc ám. Chắc chắn rồi. Và đừng có cho bột. Ta tự hỏi những chiếc tất này phải bỏ vào đâu. Chỉ là mấy chiếc tất thôi mà. Chuyện gì có thể xảy ra chứ? Thơm tho và sạch sẽ. Ngửi mùi đã thấy đẹp. Sao mình lại làm thế chứ? Thôi nào, hãy cùng hư hỏng và xấu tính đi. Không, Jin. Mọi người yêu mến cậu vì cậu thật ngọt ngào và tốt tính. Và... biến đi, đồ bánh bao có cánh. Xin chào, Buka. Vũ khí của chúng ta bị sao vậy? Có ai đó đã phá hỏng mọi thứ. Chúa ơi, ai lại làm việc như thế chứ? Khi mình tìm được người đã làm việc này. Trời ơi, ai lại đưa cho cậu một cái áo cao su vậy, Abio? Thật là xấu tính. Bắt chúng, Nano. Đi đi, hãy làm tôi thật vui. Hết. Có người đã phá hủy toàn bộ vũ khí luyện tập của tôi. Sao cơ? Hết. Tôi không thể tìm thấy sừng của lũ tuần lộc. Mày của ta đã bị đánh cắp. Được rồi, được rồi. Mọi người hãy bình tĩnh. Tôi sẽ điều tra ngọn ngành. Hết. Có vẻ ai đó đã tháo hết ốc vít của giàn giáo. Ai mà lại làm điều xấu tính như vậy chứ? Hết. Cháu vừa mới thấy Buka ở đây. Bạn ấy đã làm đấy. Buka, cháu chắc chứ? Hết. Vâng, bạn ấy đã gây ra tất cả những chuyện này. Bạn ấy thật xấu tính. Đứng yên đó, Buka. Hết. Buka sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế. Nó quá tốt và dễ thương. Xin lỗi, nhưng Jin đã làm chứng. Và người dễ thương như Jin sẽ không bao giờ nói dối. Hết. Ôi, voi rồng. Lẽ nào nó chơi với bạn xấu? Nó đang cố gắng tạo sự chú ý.
Có thể chúng ta đã không hoàn thành tốt nghĩa vụ giám hộ con bé. Buka tội nghiệp. Mọi người đừng nghĩ cậu thật xấu tính. Mình còn có thể đổ tội gì cho cậu nữa nhỉ? Đừng làm vậy Buka. Cái gì mà ầm ĩ vậy? Này Buka, đừng làm vậy. Tránh xa mình ra. Đồ gây rối. Chào mọi người. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hết. Chiếc tất này sẽ phải ngồi tù mọt gông. Hết. Thật thần kỳ khi một chiếc tất bẩn có thể làm hỏng cái mẻ giặt. Giải tán đi các vị. Không có gì để xem đâu. Xin hết. Nơi đó chính là tất của người khác. Thì tất của mình đâu rồi nhỉ? Xin chào những người bạn rừng xanh.